Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định phê duyệt mẫu biểu trưng logo sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mẫu biểu trưng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được thiết kế từ con số 70 cách điệu với ngôn ngữ đảo chiều từ 2 nét, thể hiện ý tưởng về quá trình gian khổ vượt qua mọi khó khăn và lòng quyết tâm của quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong nét con số 70 được đổ màu theo đa hướng để tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo, thể hiện tinh thần hân hoan, mừng vui chiến thắng của cả dân tộc. Nên con số 0 là hình tượng chiến thắng của chiến sĩ Điện Biên. Toàn bộ nội dung chữ có màu xanh dương thể hiện cho hòa bình và ý tưởng ngợi ca chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng và đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức cá nhân sử dụng mẫu biểu tượng logo này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất, đồng thời tổ chức giám sát và kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc sử dụng mẫu biểu tượng không đúng quy định. Để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đầu tư liên kết xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, từ khâu sản xuất, sơ chế, vận chuyển đến phân phối tiêu thụ. Huyện Thọ Xuân đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân, lựa chọn giống cây trồng, chọn lọc các sản phẩm chủ lực phù hợp với thị trường. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng biểu mẫu, ghi chép, lưu trữ hồ sơ, hỗ trợ giám sát chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thọ Xuân, quý 1 năm 2024, hơn 3,4 tấn thực phẩm trên địa bàn huyện được cung cấp thông qua chuỗi liên kết có xác nhận. Trong đó, sản lượng rau quả đạt 1,3 tấn, bằng 62,4% kế hoạch. Sản lượng thịt gia súc gia cầm đạt 1,2 tấn, bằng 79,4% kế hoạch. Sản lượng thủy sản đạt 856 tấn, bằng 73,6% kế hoạch. Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng phần mềm trợ lý ảo vào công việc chuyên môn. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm này đã giúp cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có thêm công cụ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc. Dễ dàng tra cứu các văn bản, chỉ dẫn áp dụng pháp luật, giới thiệu những bản án quyết định của tòa án trong những vụ việc tương tự, đồng thời có thể trao đổi tương tác giữa các thẩm phán trong toàn quốc. Các tính năng này được tích hợp sẵn có, thuận tiện ngay trên phần mềm trợ lý ảo. Phần mềm đã khắc phục được rất nhiều các nhược điểm về tìm kiếm văn bản pháp luật ở các trang mạng xã hội truyền thống. Tốc độ đường truyền cũng như là tốc độ truy cập đối với trang mạng phần mềm trợ lý ảo rất nhanh, do vậy mà kịp thời đáp ứng được cái nhu cầu truy cập. Ngoài ra, phần mềm trợ lý ảo còn hỗ trợ thẩm phán soạn thảo văn bản tố tụng và thực hiện mã hóa, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa án, giảm tải 30% khối lượng công việc so với trước kia. Với những tính năng hữu ích, đến nay 100% thẩm phán của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng thành thạo phần mềm này, phục vụ công tác chuyên môn một cách hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp, trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra khá phổ biến, gây nguy cơ chập cháy, mất an toàn nếu không được xử lý kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, ngành điện và chính quyền các địa phương đã tăng cường phối hợp, kiên quyết xử lý các vi phạm, bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, an toàn, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiến hành chặt tỉa khoảng 60.000 cây các loại nằm trong và ngoài hành lang lưới điện, xử lý một vụ vi phạm hành lang và 11 vụ vi phạm khoảng cách pha đất. Nhờ đó giảm sâu số vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang còn 87 vụ. Theo đánh giá, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá phổ biến. Ngoài nguyên nhân lịch sử giao đất cho người dân sử dụng tại một số địa phương trước đây, không trừ phần diện tích hành lang an toàn lưới điện, thì phần lớn là do các hộ dân tự ý cơi nới, xây dựng các công trình, trồng cây trong và sát với hành lang an toàn lưới điện. Tại hầu hết các địa phương, sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đã tự giác phối hợp giải tỏa hành lang lưới điện. Cá biệt, vẫn còn người dân không phối hợp,
thậm chí gây khó khăn cho việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị để tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với các địa phương, tổ chức nhiều cái buổi tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm, hành lang chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố, phát động nhiều đợt ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện, chặt cũng như chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện tại một số địa phương, đặc biệt là các địa phương mà có lưới điện 110 đi qua. Mùa mưa bão sắp tới là thời điểm dễ xảy ra các sự cố về điện. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại rủi ro do sự cố điện gây ra, ngoài nỗ lực xử lý của ngành điện, rất cần sự phối hợp và tự giác chấp hành của người dân, đảm bảo cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn, thông suốt. Đội Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Lam Sơn và Trường Trung học Cơ sở Cù Chính Lan tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ với chủ đề An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho giáo viên học sinh toàn trường. Toàn thể giáo viên và các học sinh của Trường Trung học Cơ sở Cù Chính Lan được cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa tuyên truyền các quy định và hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ, hướng dẫn cho các em kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp điện và ngồi sau xe máy. Sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, đưa ra các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông để các học sinh thảo luận, từ đó giúp các em có thêm kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tại buổi tuyên truyền, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh của Trường Trung học Cơ sở Cù Chính Lan đã ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục. Sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Hành vi này cũng bị cấm theo luật. Thế nhưng hiện nay, vi phạm này vẫn diễn ra khá phổ biến. Trên các tuyến đường, không khó để nhìn thấy người điều khiển ô tô xe máy vừa điều khiển phương tiện, vừa nghe điện thoại, thậm chí nhắn tin. Thậm chí những người giao hàng vừa chở hàng công kênh, vừa nhìn hoặc gọi điện thoại và phóng nhanh vượt ẩu. Hiện nay như tôi thấy, các lực lượng shipper khi tham gia giao thông thường xuyên xảy ra cái tình trạng là xem điện thoại và sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Và tôi thấy rất là mất an toàn giao thông khi cho chính bản thân họ và những người tham gia giao thông. Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra có đến 80% vụ tai nạn xảy ra do lái xe mất tập trung và sử dụng điện thoại di động là một trong những tác nhân chính gây nên tình trạng này. Tuy vậy, tình trạng sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này cho thấy ý thức chấp hành luật của người dân chưa cao, trong khi việc xử lý vi phạm thời gian qua vẫn còn bỏ ngỏ, chưa đủ sức răn đe. Bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong những năm qua, từ nguồn lực của nhà nước và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, hàng nghìn hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn còn hàng chục nghìn hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, cần được hỗ trợ về nhà ở. Trong khi đó, nguồn lực của nhà nước, của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị số 22 về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, phấn đấu để mọi người dân Thanh Hóa có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.